bắt đầu xuất hiện ca sốt xuất huyết nặng ở trẻ, phụ huynh cẩn trọng. Bắt tạm giam chủ tịch phường Nghĩa Đô, Hà Nội nhận hối lộ 1 tỷ đồng. Bố mẹ của người xin khai thác kho báu sông Cà Ti lên tiền đính chính. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 12 tháng 4 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đường Nghiêm Xuân Yên, đoạn qua khu vực chung cư Kim Văn, Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, từng được gọi là con đường có tình trạng ô tô dừng đỗ bắt nháo nhất Hà Nội. Lý do là bởi nhiều năm qua, người dân thường xuyên đỗ xe dàn thành hàng 2, hàng 3 dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tuy nhiên mới đây, Ban chỉ đạo 197 phường Đại Kim đã lập chốt xử lý, cử cán bộ túc trực 24/24 giờ tại khu vực này. Tình trạng xe dừng đỗ tạm thời đã được kiểm soát. Vườn thú tại công viên 29 tháng 3 thành phố Đà Nẵng sau hơn 40 năm nay trở nên vắng vẻ với bài con nai ủ rũ không có sức sống. Nhưng con khỉ bị nuôi nhốt trong điều kiện chật hẹp, tồi tàn, mắc bệnh, không được chăm sóc kỹ lưỡng khiến người dân không khỏi xót xa. Hiện chưa biết bao giờ những con thú tại đây được di rời sang một môi trường sinh sống khác tốt hơn. Hàng nghìn mầm sen bách diệp đã được công nhân trồng ở Hồ Đầm Đông, Hồ Tây, Hà Nội. Đây là loại sen có tới 100 cánh, hai màu chủ đạo là màu trắng và màu hồng, hương thơm lâu, gạo sen to, căng mọng. Dòng sen này thường được dùng để ướp trà. Việc trồng sen quanh các hồ nhỏ ở khu vực Hồ Tây phần nào giúp tăng cảnh quan đô thị, giúp điều hòa hệ sinh thái Hồ Tây. Thưa quý vị, dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục đi qua hai quận Ba Đình và Đống Đa Hà Nội được phê duyệt từ tháng 12 năm 2017, dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng cho đến nay chậm tiến độ do chậm giải phóng mặt bằng, chưa thể an cư vì hạ tầng, nhà ở xuống cấp đã khiến cuộc sống của các hộ dân trong vùng dự án bị ảnh hưởng. Căn nhà này nằm trong ngõ Đầm Bầu, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, được bà Tâm mua theo hình thức viết tay. Sau nhiều lần họp bàn với chính quyền địa phương về các phương án bồi thường để gia đình bà chấp thuận hoàn trả mặt bằng phục vụ dự án vành đai 1. Đến nay, đã hàng chục năm trôi qua, bà Tâm vẫn sống trong thấp thỏm vì căn nhà ngày một xuống cấp. Nhà nứt nẻ, không dám sửa, cứ thấp thỏm, không biết ngày nào đi, mà không hiểu là các cấp chính quyền phân bổ cho nhà đi đâu để chúng tôi có cuộc sống ổn định hơn. Cũng giống bà Tâm, tại khu vực này, hầu hết các hộ gia đình đều đã sinh sống nhiều năm nhưng đất không có sổ đỏ. Theo Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, trong phạm vi thực hiện dự án Vành Đai 1 có khoảng 350 hộ dân thuộc khu vực Đầm Bầu, Đầm Tròn nhưng nguồn gốc đất lại là đất nông nghiệp và đất hồ ao công. Loại đất này khi thu hồi không đủ điều kiện bồi thường theo giá đất ở, chỉ được hỗ trợ theo tỷ lệ với giá đất ở nên số tiền hỗ trợ rất thấp, không đủ điều kiện để mua nhà tái định cư. Thưa quý vị, mặc dù chưa tới mùa mưa nhưng hai tuần này, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận các trường hợp mắc sốt xuất huyết nặng từ các tỉnh lân cận. Các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần cẩn trọng, chú ý những dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết ở trẻ. Nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng sốt cao, bệnh nhi KC 6 tuổi, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh được chẩn đoán sốt xuất huyết độ 3. Cách nhập viện 3 ngày, trẻ có biểu hiện đau bụng, sốt cao. Sau khoảng 5 ngày điều trị, trẻ được xuất viện. Được biết thì khu vực trẻ sinh sống gần kênh rạch. Tối thứ 6 là cháu sốt. Cháu sốt lên cỡ 38-39 độ. Lúc ban đầu thì mua thuốc hạ sốt về cho cháu uống. Em cứ nghĩ là chủ quan cứ uống thuốc hạ sốt với lại lau mát vậy đó. Đến khi chủ nhật thứ 2 tức là 3 ngày luôn rồi, mà thấy tình hình không giảm thì đến bệnh viện Nhi đồng 2 khám. Thì đến lúc khám buổi trưa thì buổi chiều nhập viện luôn. Gọi là cái số lượng bệnh sốt xuất huyết nó có tăng lên nhanh ở thời điểm này hay không thì hiện tại thì chưa. Nó cứ nhỉnh nhưng bắt đầu xuất hiện những ca nặng. Điều này mình cho thấy rằng là mình phải coi lại cái chuyện là khi mà mình khám mình chẩn đoán nó là sốt xuất huyết thì mình đã dặn dò người nhà các dấu hiệu cảnh báo kỹ hay không để người nhà có thể theo dõi. Thứ nhất là trẻ này nôn ói nhiều nè, trẻ này đau bụng nhiều nè, nó có những cái dấu hiệu chẳng hạn như chảy máu mũi, chảy máu thương răng, hoặc là trên những cái xét nghiệm máu mình thấy bắt đầu nó có xu hướng nặng hơn thì nên cho những trẻ này nó được nhập viện nội trú để mình theo dõi sát hơn, điều trị nó tích cực hơn. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm, bệnh có thể xuất hiện quanh năm và gặp ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt, trẻ em là đối tượng dễ diễn tiến nặng, có thể tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày.
Qua triển khai công tác nghiệp vụ, đội phòng ngừa điều tra án kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực giao thông, bưu chính viễn thông thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội bước đầu làm rõ ông Trừ Mạnh Hùng, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã nhận hối lộ số tiền 1 tỷ đồng để bỏ qua cho công trình xây dựng không có giấy phép trên diện tích đất 1.400 m2 được hoàn thiện thi công. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Trừ Mạnh Hùng về tội nhận hối lộ theo quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự. Liên quan đến việc ông HPT gửi đơn xin khai thác kho báu 3 tấn vàng dưới sông Cà Ti, mới đây cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã nhận được đơn đính chính thông tin có chữ ký của hai người tự xưng là cha mẹ ruột của ông T. Theo đó, hai người này khẳng định việc xin khai thác vật quý của ông T hoàn toàn không liên quan đến gia đình. Đồng thời, ông bà hai bên gia đình từ trước đến nay hoàn toàn không biết thông tin gì liên quan đến vật quý tại Phan Thiết, Bình Thuận. Sau phiên giảm đột ngột vào hôm qua, giá vàng SJC hôm nay đã được điều chỉnh tăng trở lại. Theo như ghi nhận của phóng viên tại một số cửa hàng vàng tại Hà Nội, nhiều nhà đầu tư đã đổ xô tới tiệm vàng để bán chốt lời. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người quyết định xuống tiền mua lúc kim loại quý đang ở đỉnh giá. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự 20 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.